Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay thì lại thêm một siêu phẩm nữa, phải nói đúng là siêu phẩm luôn. Lại về thêm một siêu phẩm nữa là chiếc Yamaha FZ150i, đời chót lốc máy vàng. Màu sơn là màu cát vàng phía trong nhé, và đang dán tem chùm ở phía ngoài. Tem chùm phía ngoài là màu xám xi măng. Đảm bảo với các bạn luôn là chiếc xe này thì nó sẽ không có gần một chiếc xe nào ở miền Bắc này, thậm chí là cả Việt Nam để vượt mặt được chiếc xe này. Biển 15B352097. Và chiếc xe này đăng ký lần đầu năm 2020. Mình nhắc lại nhé, đăng ký lần đầu năm 2020. Và hiện tại thì mới đi có 5.000 cây thôi. Nó mới đến 99% luôn đấy ạ. Để mình sẽ quay từng cái chi tiết cận cảnh thì các bạn sẽ hiểu cái độ mới của nó. Thì đây là một trong 5 chiếc trong cái lô FZ cuối cùng mà khi mà FZ còn lại là ở trên một hết của Yamaha Thái Bình bán ra năm 2020, là còn duy nhất 5 chiếc là bán nốt là hết, không còn chiếc nào nữa. Và chiếc này thì là cũng là mà đăng ký chính chủ biển Hải Phòng. Và hiện tại thì đã được chủ xe lên cho một chiếc lốp đằng sau 140 mới cứng nhá. Đấy, mới cứng cho nên là rất là cứng và chắc xe. Còn lốp trước thì đây, 5.000 cây, đảm bảo với các bạn là lốp zin theo xe luôn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cụ thể vào cho các bạn xem này. Thứ nhất là ở bên tay côn này, và các bạn nhìn luôn cái phần tay lái của nó và cái ốc của cái cổ phốt. Những cái chi tiết của nó mới đến mức như thế nào các bạn cảm nhận luôn được đấy ạ. Nó quá đẹp luôn. Trước mình bán một con chạy 3.000 cây và lần này cũng lại biển Hải Phòng và chạy 5.000 cây nhá. Các bạn nhìn này, cổ phốt đây nhá. Tất cả những cái con ốc của nó ấy thì nó sáng choang luôn, mới một cách kinh dị luôn. Đây, các bạn nhìn những cái con ốc của nó, chảng 3 này. Rồi đi luôn phía dưới luôn này, da thụt thì coi như là mới cứng, tất cả các cái nhựa sần của xe gần như là mới. Và các con ốc thì mình nói thật sự, khi mà các bạn mục đích sở thị trực tiếp, khi mà nhìn nó trên thực tế thì nó còn đẹp hơn hẳn so với cả cái video rất là nhiều. Đây, ốc trục là chưa mở nhá, và cái đĩa phanh của nó đây ạ, sáng choang, tất cả các con ốc đều sáng. Vành bánh đẹp, tâm nan vành bánh rất là đẹp. Lốp zin theo xe luôn, vẫn còn tan lông đầy đủ. Vừa mới dán lên cái đề can màu xám xi măng này. Chủ xe thì là thích thời trang hơi trẻ trung một chút, cho nên là dán cái màu xám xi măng. Thì thực ra là cái màu này rất là đẹp, nó cũng hợp với xe. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà không muốn để cái đề can này thì các bạn có thể bóc ra và các bạn có thể dùng với cả cái màu tem gốc của nó là màu cát vàng nhá. Rất là mới, đảm bảo với các bạn bóc ra là không có một vết sơn ta và không có một vết xước nào luôn. Đấy. Chi tiết xe đây. Đây, các bạn nhìn cái ốc trục phía đằng trước nó còn mới đến mức độ như thế này thì đủ hiểu là cái xe nó mới như thế nào rồi. Đấy, những cái chi tiết của vành bánh rất là đẹp. Đi luôn ra phía này, đây két nước của nó nhá, còn chưa bị bẹp méo hay bất kể một tí nào. Thường thì các con xe nào nó sử dụng lâu thì những cái két nước thì người ta rửa xe nhiều thì người ta xịt vào nó sẽ bị bẹp. Và những cái lá tản nhiệt này, nhưng xe này thì hoàn toàn không nhá. Với cả cái nước, cái màu của cái nhôm còn vẫn còn sáng, vẫn còn trắng xóa luôn, chưa bị ốm màu. Cổ vô vẫn zin theo xe và để lâu, cho nên là nó gì thì mình vẫn để nguyên nhá, không có sửa, không có sơn tút lại gì cả. Đấy, mỏ cầy đây, cục máy thì cam kết với các bạn nó nguyên zin tuyệt đối và nó cực kỳ đẹp. Đây, các bạn nhìn cận cảnh đây, phần bơm nước nhé. Rồi cái phần da máy nó còn chưa hết cái màu sần, bởi vì là chưa lau nhiều cho nên cái màu sần nó vẫn còn nguyên. Đó, càng côn này. Và đây phía dưới các bạn nhìn những cái con ốc của cái ốc tán của cái mỏ cầy cũng như là cái cần số này, nó đẹp khủng khiếp luôn, siêu mới. Đây, ốc bạc cái trục ở sau này, báng để chân trước này, báng để chân sau này,
chân sau gần như mới, mới cứng luôn. Tất cả cái tem này là các bạn bóc ra là tem zin bên trong còn nguyên nhé, không thiếu một cái tem nào luôn. Tem zin bên trong là vẫn nguyên, nguyên hết tất cả từ trong nó ra ngoài. Đây các bạn nhìn ở cái chỗ này thì các bạn thấy độ mới của nó khủng khiếp như thế nào đúng không ạ? Mình cam kết với các bạn là tìm đối thủ luôn, không có chiếc thứ hai đâu. Rất khó để có chiếc thứ hai để như thế này, đẹp hoàn hảo như thế này. Quá mới, yên đo áo, quá đẹp luôn. Tất cả đều dán ni lông nhá. Cái phần bình xăng dán ni lông, thậm chí là cái nắp bình xăng cũng đang dán ni lông này. Đấy, nắp bình xăng cũng đang dán ni lông. Tất cả bình xăng dán ni lông hết. Tất cả đều ni lông. Đây, lốp thì là lốp này mới được chủ xe lên cho cái lốp sau Sobek nhá. Thì là 140 này, 70, 17. Bởi vì là bạn ấy thích nó, cái mông nó to lên, nhìn nó đẹp. Thế nên là bạn ấy đã thay. Thuộc trong phía trong này. Và các bạn nhìn đây nhá, tem đây, sản xuất năm 2016 là đời chót của xe FZ rồi nhá. Lốc máy vàng, lốc máy vàng đời chót. Và các bạn nhìn này, còn ốc, ốc thụt sau quá khủng khiếp. Đây và cả cái ốc tăng xích này, rồi bộ nhông xích này, rồi phần cái vành bánh thì thôi không có gì để nói. Thế các đầu bu đằng sau sạch sẽ đẹp đẽ. Xe vừa mới thay dầu lần thứ 3. Thay dầu lần thứ 3 rồi nhá. Đấy, đèn hậu và xi nhan đều, tất cả đều zin, đuôi zin, không có độ chế thêm gì cả. Phía bên này các bạn nhìn cái đĩa phanh nhá. Chú ý ở phần đĩa phanh này. Đấy, nó dày và nó khủng khiếp như này, nó mới như thế này đấy. Này, ốc trục đây. Thật sự là một con xe nó mới khủng khiếp luôn. Các bạn có thể nhìn tiếp theo đến cái bô xe này. Oppo không có một vết xước nào luôn. Đầu bô một chút vết xước đây, không tính nhá, không tính luôn. Còn cái để chân này, bảng để chân đằng sau này. Cực kỳ đẹp. Những cái con ốc như thế này thì các bạn thấy nó mới, nó có độ như thế nào. Độ mới của nó là không thể tả được. Rất là mới. Để chân cũng thế này. Đấy, cái để chân nó mới như này. Quá khủng khiếp luôn. Ốc đây. Đây là con ốc của bà càng sau nhá. Chưa bao giờ sờ mó đến. Mới cứng luôn. Mới toe 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 luôn. Đây, bưởng côn bên tay phải. Và cái cục máy bên tay phải. Siêu đẹp luôn. Đây, quay cận cảnh cho các bạn nhìn này. Siêu mới và siêu đẹp luôn. Không thể có chiếc thứ hai được đâu ạ. À, khung đen ta bóc thì quá đẹp rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đứng ra xa quay tổng thể một lần nữa cho các bạn để nhìn. Thì chiếc FZ đăng ký năm 2020 biển Hải Phòng này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 40,5 triệu nhá. Giá bán là 40,5 triệu đồng. Giá bán là 40,5 triệu đồng. Chưa bao gồm các cái chi phí sang tên cũng như là chi phí vận chuyển. Và rất là mong anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889 để xem trực tiếp các sản phẩm này. Rồi, anh em nào trong khu vực Hà Nội, các tỉnh phía Bắc lân cận thì có thể là tiện chạy qua thẳng cửa hàng để xem. Thì là sẽ mục đích sở thị là phía ngoài nó còn đẹp hơn so với cả trên hình ảnh luôn đấy ạ. Vâng, thế thôi thì mình xin cảm ơn các anh em đã và đang ủng hộ và follow cho cái kênh của mình. Mong là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like và nút share để cho có thể nhiều người khác người ta có thể xem được cái video của mình nhá. Rồi thế mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Rồi xin cảm ơn nhá.